ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Nếu chúng ta để trái đất rơi vào tay những kẻ xấu này, mọi người sẽ chịu khổ giống như cách chúng ta phải chịu bây giờ. Nỗi đau, nỗi khổ của các ngươi sao đúng vậy? Nó cho ta sức mạnh. Các cậu đã những người yêu thương của mình chịu khổ dưới bàn tay của bạo chúa này sao? Khoan, những người yêu thương chúng ta sao? Ray nói đúng, không thể để hắn ta làm như vậy. Không thể để hắn lấy đi những người thân của chúng ta và làm họ đau khổ được. Chúng ta sẽ bảo vệ cho họ. Sammy, Max, Lucy, các cậu à, chúng ta dùng siêu đĩa X đi. Được. Siêu đĩa X triệu tập. Triệu tập. Thành công rồi sao? Không phải vậy chứ, hắn ta vẫn đứng vững. Có vết nứt trên mặt nạ của hắn kìa. Chỉ là một đòn tấn công nhỏ, có lẽ mình cần thêm thời gian. It's gone. Chủ nhân, ngài cứ để chúng cho tôi giải quyết. Ngươi lo liệu đi. Chúng ta cũng tham gia đi. Được. Lại là những tên này nữa sao? Dù chúng ta đánh bại chúng thì vẫn còn Xenos đứng đằng sau. Người mấy lực lượng X đang ở điểm giới hạn của mình rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu. Nếu chúng ta không đứng dậy đối đầu với thử thách trước mặt thì sẽ không có tương lai phía trước. Hả? Mình sẽ tham gia cùng các cậu. Được. Lực lượng xe X hành động. Các ngươi sẽ không trốn thoát được đâu. Ngươi sẽ không bắt được chúng ta dễ dàng đâu. Ôi.
tiễn đạp bút. Bắn! Ta không có thời gian cho mấy tên ngu ngốc các ngươi. Bảo đồi xoay! Được rồi, bây giờ kết thúc các ngươi được rồi. Chúng ta né được một đòn cũng nhờ có Ray. Cảm ơn Ray. Chúng ta cùng nhau hợp lực đánh bại cái tên người hành tinh đó đi. Được rồi. Các ngươi muốn đánh bại ta sao? Dám nghĩ tới chuyện có thể đánh bại ta luôn à? Vậy được rồi, sẽ có chương trình đặc biệt dành cho các ngươi. Cho các ngươi chứng kiến sức mạnh bóng đêm vô hạn của chủ nhân mà. Quái vật đó là gì vậy? Mình không biết, nhưng theo như mình thấy thì cấp độ năng lượng của nó vượt qua Tron X rồi. Được rồi, mình sẽ kéo dài thời gian cho các cậu. Ray kéo dài thời gian đi. Được rồi, chúng ta tiêu diệt kháng băng đòn Boomerang X đi. Được, chúng ta dạy quái vật đó một bài học đi. Nhưng chúng ta có hạ được hắn chỉ bằng một đòn không? Chúng ta sử dụng năng lượng tập hợp trong chế độ vượt tốc đi. Các mặc dù người máy X có thể sẽ nổ đó. Mạng sống của các cậu đang rất nguy hiểm. Nhưng bảo vệ cả trái đất là nhiệm vụ cao cả của chúng tôi mà. Chúng tôi sẽ đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào, miễn là hành tinh này được cứu. Có đúng không các cậu? Đương nhiên rồi. Đúng. Nói chuyện như một người trưởng nhóm được một lần. Không còn lựa chọn nữa. Tôi cho phép dùng chế độ vượt tốc. Cố gắng lên nha. Dạ, tuân lệnh chỉ huy. Chế độ người máy vượt tốc khởi động. Tập hợp tất cả năng lượng trong đòn Boomerang X. Cảm giác cứ như người máy X có thể tách rời ra. Boomerang X đã được sạc xong năng lượng. Được rồi, bắt đầu thôi. Nhận đấy, Boomerang tiến lên. Chúng ta thắng rồi. Ôi không, Tron X sắp nổ tung rồi đó, ra ngoài ngay lập tức. Ôi trời đất ơi, không có đủ thời gian rồi. Ôi không! Các đặc vụ gì? Trả lời đi. Paul, Sammy, Max, Lucy. Chuyện này không thể nào.
Thì Bill chết. Chúng tôi không sao. Cũng nhờ có Ray đã tới cứu chúng tôi vừa đúng lúc. Chúng ta làm được rồi. Nhưng tiếc là lần này phải trả giá lớn quá. Càng ngày càng khó khăn hơn cho chúng ta rồi. Xenos, ôi trời ơi, tôi đã thấy Detron bị đánh bại rồi. Người tới rồi sao? Cứ để đó cho tôi và tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, thưa chủ nhân. Bây giờ thế giới này sẽ là của ta. Làm tôi thật lạc đi. Xin các cậu lực lượng. Bọn không, không thể như vậy được. Các cậu mau mở mắt ra đi. Các cậu không thể như vậy được. Lực lượng Nhi không thể ra đi được đâu. Không không không. Lực lượng Nhi đã chiến đấu vì sự bình yên của chúng ta cho tới phút cuối. Đúng rồi, bây giờ đến lượt chúng ta phải giúp các cậu ấy. Thỏ ơi, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Không có đâu. Nếu chúng ta tập hợp lại và cùng cầu nguyện thì các cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Thỏ nói đúng á. Hãy tập trung sức mạnh của chúng ta lại. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho lực lượng Nhi. Đồng ý. Xin hãy quay trở về các anh hùng. Xin hãy nhận lấy sức mạnh của bọn mình. Nhận lấy sức mạnh của mình. Lực lượng nhí Vôn, xin các cụ đó. Khi những trái tim anh hùng cảm động đến thượng đế thì phép màu sẽ xảy ra. Tình yêu và niềm hy vọng của mọi người sẽ mang đến những phép màu mới thật tuyệt vời. Có chuyện gì vậy nè? Mình đang ở đâu vậy? Chúng ta còn sống hay sao? Lời cầu nguyện chân thành của mọi người đã khiến các cậu tỉnh lại một lần nữa. Vâng, mình biết là cậu sẽ tỉnh lại mà. Cảm ơn Ibas. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Tất cả đây là nhờ mọi người. Không có gì đâu. Đúng vậy, mà biết là các cậu sẽ tỉnh lại mà. Được rồi, bọn mình đi ngăn Baska lại thôi. Đồng ý. Lực lượng Nhi, biến hình. Biến hình. Dừng lại đi, Baskin. Chúng ta sẽ tấn công hắn bằng quả lực mạnh nhất. Đồng ý. Tôi đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến nhưng chưa từng thấy quái vật nào như vậy. Mấy kẻ phiền phức, mau biến hết đi. Yeah.
đã đến lúc kết hợp lại tấn công. Chúng ta không thể chần chừ được nữa. Người nghĩ kết hợp lại có thể chiến thắng ta được sao? Chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng. Tiến lên nào! Ta đang ở đây nè! Như vậy sao? Không, chúng ta sẽ chặn Pascal lại và kích hoạt chế độ tự hủy. Đồng ý. Các cậu làm gì vậy? Để sẽ cho nổ tung cả các cậu và hắn ta hay sao? Nhưng bọn mình là hy vọng cuối cùng, không ai có thể ngăn được Pascal hết. Mọi người hãy cố gắng thêm chút nữa. Được rồi, tiến lên. Chuyện gì vậy? Utara. Lực lượng năng lượng sống. Vô hiệu quả. Vô hiệu quả. Các người đang làm gì? Không! Bọn họ sao rồi? Lucy, Max, Sammy, Volt, các cậu tỉnh lại đi. Volt, Volt. Mình nghĩ là hệ thống bảo vệ tự động đã cứu chúng ta. Ray, bọn mình có thể đánh bại được Pascal là nhờ có cậu. Chúng ta đã làm được bởi vì chiến đấu cùng với nhau. Các cậu đã cho mình biết ý nghĩa thật sự của việc luôn luôn cố gắng. Các cậu chính là anh hùng. Đây mới chính là lực lượng nhí chứ. Mình rất vui khi mọi người đều an toàn. Chúng ta đã đánh bại được hắn ta rồi sao? Có phải là mình đang mơ không? Hoàn toàn chính xác. Nhưng mình có cần nhéo cậu một cái không đây? Không, 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 không cần đâu. Ha 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 ha
Lực lượng nhí, các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này rất xuất sắc. Tôi rất tự hào về các cậu. Cảm ơn chỉ huy. Giờ tôi sẽ nói cho các cậu biết khu vực làm nhiệm vụ tiếp theo. Khu vực làm nhiệm vụ tiếp theo đó là làng Bluebell. Cái gì? Có thể trong tương lai sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm ở làng Bluebell này. Chính vì vậy chỉ huy đã quyết định để các cậu ở lại đây chỉnh chuyện. Suzy, vậy là các cậu ấy đều đi hết rồi sao? Có lẽ là vậy. Đáng lẽ chị nên tốt với các em ấy hơn. Em thật sự rất nhớ Von, cả Sammy và Lucy và Max. Chào mọi người. Hả? Các cậu đã quay về rồi. Các em sẽ ở lại đây có đúng không? Các em sẽ không biến mất nữa hả? Em đoán là tụi em sẽ phải chịu đựng chị Suzy cằn nhằn nữa rồi đây. Em nói cái gì vậy hả? Nè Von ơi, em có muốn chị cho em thấy thế nào là cằn nhằn không? Lực lượng gì? Giờ mới chỉ là bắt đầu. Không thể nào. Hắn ta thậm chí không sao sau đòn tấn công của đĩa siêu cấp Ray X. Hắn ta thật sự bất khả chiến bại sao? Đã đến lúc ta tiêu diệt hết các ngươi rồi. Bây giờ thì không ai có thể ngăn cản được ta nữa. Không có chuyện đó. Chúng ta sẽ luôn ngăn cản ngươi. Bây giờ sẽ chặn ngươi bằng đội quân Beta X. Trái đất là hành tinh của chúng ta. Bọn ta không để ngươi thành công đâu. Tất cả các ngươi cuối cùng cũng phải cúi đầu trước ta thôi. Ngày hôm nay ngươi đừng mơ gì đó. Vậy không được rồi. Tất cả chúng ta phải cùng tấn công một lúc. Không được rồi, tốc độ của mình đã giảm hơn 50% rồi. Hắn ta thật sự quá mạnh. Nhận lấy nè. Năng lượng tiêu cực đã cho ta sức mạnh tuyệt vời. Các ngươi sẽ chẳng là ai hết. Chỉ như những con bọ bị nghiền nát dưới chân ta thôi. Có hơi xúc phạm thật, nhưng mà hắn ta nói đúng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ được. Kết hợp lại chiến đấu với hắn. Sóng vũ trụ. Các ngươi mới thảm hại làm sao? Chuẩn bị tiêu đời đi.
Không sống rồi, Metatron đã bị tách ra. Rio, hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng không biết nữa. Cậu tạo ra Metatron mà. Cái gì? Các ngươi không còn trò gì nữa phải không? Cú đá tàn hết. Ôi không, chúng ta đã không trúng hắn rồi, trời ơi. Cô vẫn đang ổn chứ, cô Kara? Vậy nó sẽ không tha cho chúng ta nếu như hắn thắng đâu. Phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Sao các ngươi dám thách thức ta vậy? Đồng súng đại bác Kiss. Tấn công! Ngay cả Ray và Danbot cũng không làm được gì hết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lực lượng gì? Quân tiếp viện cho các cậu đã đến rồi đây. Nhìn kìa! Chúng tôi đã sửa chữa lại một chút, đây không có tình trạng khẩn cấp. Đây là đường dẫn kép cho hệ thống đã được kích hoạt. Lực lượng gì? Hệ thống kiểm soát lực lượng X và lực lượng Panther X đã được liên kết với nhau rồi. Bây giờ có thể điều khiển cả hai lực lượng cùng một lúc. Tốt quá rồi, dốc toàn lực tấn công nào. Chắc họ sẽ thua mất thôi. Trái đất rồi sẽ ra sao đây trời? Nè Suzy à. Càng ngày càng nhiều năng lượng tiêu cực sẽ đến với ta. Hãy đau khổ đi và tuyệt vọng đi. Các ngươi chỉ làm ta mạnh hơn thôi. Hắn ta quá mạnh, chúng ta không thể làm gì được nữa. Mình không thể là một anh hùng. Chúng ta không còn hy vọng nào nữa rồi sao? Không được phép từ bỏ lực lượng nhi. Có phải lực lượng nhi sẽ không bao giờ biết từ bỏ? Các cậu sẽ cứu trái đất khỏi tay Xenon. Suzy. Bây giờ có một cô gái đang bạo dạn hét lên trước mặt lực lượng nhí. Tôi tin ở các cậu, lực lượng nhí. Lực lượng nhí tiến lên. Lực lượng nhí tiến lên. Suzy à, đúng vậy. Tôi cũng tin tưởng họ. Tiến lên đi lực lượng nhí. Đúng vậy, họ sẽ chiến thắng. Tiến lên, lực lượng nhí, tiến lên. Lực lượng nhí ở đây sẽ luôn bảo vệ chúng ta. Họ sẽ không bao giờ thất bại. Chúng ta cổ vũ cho họ đi. Lực lượng nhí tiến lên. Tất cả mọi người hãy cùng với cô gái trẻ này cổ vũ cho lực lượng nhí nào. Lực lượng nhí, tôi tin là mọi người có thể làm được mà. Tất cả chúng tôi tin đến mọi người. Đúng vậy, các anh sẽ làm được. Lực lượng nhí à, tiến lên. Các anh sẽ đánh bại được hắn. Lực lượng nhí, các anh có thể làm được mà. Các anh có thể làm được. Lực lượng nhí. Đây là gì vậy? Nhìn kìa, năng lượng tích cực được tạo ra nhờ niềm hy vọng của tất cả mọi người. Sao có thể như vậy? Đó là hy vọng của mọi người dành cho chúng ta.
đã làm cho Xenos phải suy yếu đi. Tới lượt chúng ta rồi. Không thể phụ lòng hy vọng của mọi người. Chúng ta cùng kết hợp. Lực lượng Pentagon kết hợp. Cho tất cả mọi người ở trái đất và hy vọng của họ. Sống vũ trụ. Coi nổ ít. Không phải như vậy. Ta chính là kẻ mạnh nhất vũ trụ này. Lực lượng nhí đã chiến thắng một lần nữa. Bây giờ mọi người định làm gì? Tôi đã quá mệt mỏi với việc làm kẻ cướp vũ trụ. Tôi định quay về hành tinh quê hương, sau đó mở một tiệm bánh quy. Chúng tôi sẽ giúp cô nhà cô Kara. Đúng rồi. Còn màu đen cậu ấy đâu rồi ta? Màu đen? Ray. Tôi nghĩ cậu ấy đi rồi. Phong cách của cậu ấy vậy đó. Thật ngại quá. Chúng tôi muốn chào tạm biệt mọi người. Dù sao cũng đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Mọi người thật là tốt. Hẹn ngày khác gặp lại nha. Đứng dậy chưa? Tới lượt em dọn dẹp rồi. Chị để cho em chơi hết trong này đi mà. Em đứng lại đó. Ngài Von ơi, tình huống khẩn cấp. Ở tiệm bánh ông già vừa mới ra một loại bánh mới, chỉ đủ cho 100 khách hàng đầu tiên thôi. Cái gì? Phải đi mau thôi. Em đứng lại chưa? Mình cũng muốn đây. Mình cũng vậy. Mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Suy nghĩ của mấy cậu thật quá đơn giản. Một anh hùng thật sự phải chuẩn bị cho những nguy hiểm sắp tới cho chính mình.